Rồi, xin chào toàn thể anh em cộng đồng mạng nha. Em làm clip thực tế cho bác khách luôn. Đây là bác khách yêu cầu lên V5 Pro nhưng mà phải với vỏ này, với mặt dưỡng bằng gỗ. Đấy, bác khách này muốn như thế cơ. Đấy, cho nên em đảm bảo yêu cầu của bác luôn. Mặt dưỡng đúng bằng gỗ cho bác. Đây. Và đầu phải là đầu V5 Pro. Lắp vào cho bác đây, em ướm tạm tạm tí này em gắn cụ thể cho bác nha. Đây. Đấy. Chân đây. Chân đồng luôn này. Cũng lắp cho bác cái chân nhủ đồng này, nhủ màu đồng nhá. Đấy. Em lên mặt gỗ cho bác này, đây là theo bác khách yêu cầu. Đấy. Còn bây giờ hướng dẫn nha. Nếu bác chơi hai loa thì bác ưu tiên là hai cặp giữa cho em. Đây. Đấy. Hai cặp ở giữa cho bạn, cho em. Đấy. Bác đánh bốn loa thì bác có thể đánh ưu tiên cho em đánh ngang. Đấy. Một loa này, hai loa này, hai loa này. Đấy. Ba loa này. Đấy. Đấy. Tóm lại là nếu chơi 4 loa thì chơi 1, 2, 3, 4. Nếu chơi 2 loa thì chơi 1 cọc này, 1 cọc này, 1, 1, 2. Hoặc là chơi dọc và chơi ngang. Đấy. Con này thì đánh cực hay luôn. Em mở một bài, next bài liên tục này. Ở mặt dưỡng em ốp vào là xong. Rồi, xin cảm ơn nha.